Con đi. Vô. Vô càng đi. Vô. Nhâm 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 nhâm. Ui sợi tự nhiên khát nước quá. À hay là mình đi vô cậu ba đi. Cậu ba ơi, con thèm trà sữa quá à. Ôi, em trà sữa phải không? Em trà sữa cho mọi nè. Đây. Thôi. Gì? Con nói gì? Kêu gì? Con muốn uống trà sữa. Nè. Con cái nào? Đã chưa? Cái này. Cậu ba uống này phải không? Cái trà sữa bự hơn người con luôn á. Dữ vậy? Dạ. Uống đi. Vô. Vô, cạn ly. Vô. Vô. Ngâm 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 ngâm. Ngon quá. Ngon quá à. Trà sữa trân châu trường trang nè, ngon quá. Ông ba là uống sữa tươi trân châu trường đen vị dâu nghe nè, màu 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 dâu. Uống vị dâu đi nè. Còn này là vị màu này màu gì ta? Sô cô la hả? Đúng rồi, sô cô la. Vô. Vô. Uống hết ly luôn nha. Trời ơi, ngon quá mọi người. Vậy nữa. Quá. Quá. Rồi đi. Chắc bỏ không gác nha. Dạ. Rồi, xong. Rồi xong. Ông bà tiếp đi. À con còn quên nữa. Giới thiệu cho cậu ba đây là cây viết mới của con. Đâu? Rất là nhiều màu luôn. Mấy màu? Một màu, hai màu, ba màu, bốn màu không biết đếm mấy luôn. Năm màu. Sáu, bảy. Nè, tám, chín, mười, mười một. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cây luôn. Trời ơi dữ. Nè bây giờ cậu ba nè, con kiếm cái màu nè, giống cái màu ly này đi. Vâng. Lại lên. Con gì được? Tinh tinh tinh. Wow, đúng rồi nha, màu hồng. Rồi, tới màu giống cái hộp tân châu này nè. Con trao màu đen nha. Khoe đúng luôn. Rồi bây giờ tới màu đỏ nè. Hai má hồng của đây trà sữa màu đỏ nha. Đếm đi. Rồi. Xong. Tiếp theo là màu này. Màu này khó nè. Màu này khó nè. Màu gì? Nói lên màu gì? Nâu. Màu nâu luôn. Màu nâu. Màu trắng con. Dạ. Màu trắng. Đây cái nắp đây. Rồi hết rồi. Ôi, cậu ba có màu khác luôn nè, màu gì đây? Màu hồng. Màu hồng nhạt hơn nãy nha. Kiếm đi con. Không có. Không có hả? Nè, có màu này nè, hơi giống giống nè. Hơi đậm hơn chút. Đúng rồi. Rồi, màu rồi. Có đủ màu hết nha. Màu này cũng có luôn nè. Màu này giống màu mới hồng luôn. Ờ, mới hồng đúng không? Rồi, hết rồi, bye bye bạn ơi. Bye bye. Bye các bạn. Tiếp đi.